Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Mở đầu bản tin là thông tin cập nhật về cơn bão số 5 với tên gọi quốc tế là Con Sơn. Tiếp đó, như thường lệ là những thông tin đáng chú ý trong nước, quốc tế và trong tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 4 giờ ngày 13 tháng 9, vị trí tâm bão số 5 Con Sơn sẽ ngay trên vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Hồi 4 giờ sáng nay ngày 10 tháng 9, vị trí tâm bão số 5 ở khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc, 113,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh thêm. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 4 giờ ngày 13 tháng 9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 108,2 độ Kinh Đông. Ngay trên vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão, mạnh cấp 10, 11, giật cấp 13. Ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, có mưa bão, gió xoáy, mạnh cấp 7, 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, sau tăng lên cấp 10, 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động dữ dội cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển Bắc và giữa biển Đông cấp 3. Nhận lời mời của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngày 10 tháng 9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã có bài phát biểu tại lễ khai mạc Hội trợ ASEAN Trung Quốc KXPO và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại Đầu tư ASEAN Trung Quốc KBIC lần thứ 18 theo hình thức ghi hình trước. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho rằng thế giới, ASEAN và Trung Quốc đang chịu tác động rất lớn của đại dịch COVID-19, tác động lớn của biến đổi khí hậu và môi trường. Hơn lúc nào hết, ASEAN và Trung Quốc cần đoàn kết hơn nữa, thúc đẩy hợp tác khu vực, trong đó kiên định vai trò trung tâm của ASEAN, tập trung giải quyết hai nhiệm vụ cấp bách hiện nay, đó là đẩy lùi dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế bền vững. Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh ba trọng tâm hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc trong thời gian tới, gồm tiếp tục đẩy mạnh tiến trình hợp tác kinh tế giữa ASEAN và Trung Quốc, tận dụng tốt nhất cơ hội mà hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực, hiệp định thương mại tự do ASEAN Trung Quốc mang lại, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế số. Việt Nam đánh giá cao và mong muốn Trung Quốc tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để Việt Nam cùng ASEAN tiếp cận dễ dàng nguồn cung ứng vaccine cũng như công nghệ sản xuất vaccine phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hôm nay, mùng 10 tháng 9, thành phố Thủ dầu 1 vùng đỏ đầu tiên của Bình Dương chính thức trở lại trạng thái bình thường mới. Trong tuần đầu, 14 phường của thành phố này sẽ thực hiện nguyên tắc người dân phường nào hoạt động trong phạm vi phường đó. Trong tuần tiếp theo, 14 phường sẽ được thông thương trở lại trạng thái bình thường mới và vẫn thực hiện kiểm soát chặt người ra vào các cửa ngõ thành phố Thủ Dầu Một sẽ mở cửa lại chợ truyền thống, siêu thị trên địa bàn với điều kiện tiểu thương bắt buộc phải được tiêm vaccine và thực hiện đúng quy định 5K của Bộ Y tế. Đến nay, thành phố đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân từ đủ 18 tuổi trở lên, đạt tỷ lệ gần 90%, dân số gần 326.000 người. Dù tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, nhưng thành phố Thủ Dầu Một tiếp tục triển khai xét nghiệm sàng lọc tại các khu vực có nguy cơ cao. Bí thư tỉnh ủy tỉnh Bình Dương đồng ý với kế hoạch đưa thành phố Thủ Dầu Một về trạng thái bình thường mới theo các giai đoạn nêu trên và lưu ý địa phương cần có kế hoạch cụ thể chi tiết theo lộ trình đề ra. Trong đó chú ý việc khôi phục hoạt động kinh tế gắn với công tác kiểm soát phòng chống dịch. Trong chiều ngày 9 tháng 9, lực lượng các bệnh viện trung ương, bộ ngành, các bệnh viện tư nhân trên địa bàn Hà Nội và 3.355 y bác sĩ từ 11 tỉnh, thành phố đã có mặt để hỗ trợ thành phố Hà Nội. Sở Y tế Hà Nội cho biết thành phố đã thực hiện chiến dịch tiêm chủng, xét nghiệm thần tốc trên địa bàn thành phố. Trong chiến dịch tiêm chủng, xét nghiệm thần tốc này, 11 tỉnh, thành phố, địa bàn lân cận đã tới hỗ trợ Hà Nội đảm bảo đến ngày 15 tháng 9 sẽ thực hiện xét nghiệm cho người dân trên địa bàn và tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho người dân Hà Nội và tiêm trả mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian. Hiện Hà Nội cũng phối hợp cùng lực lượng y tế các tỉnh phân chia phù hợp giữa các vùng Vùng 1, vùng 2 và vùng 3 để thực hiện xét nghiệm và tiêm chủng diện rộng. Theo phương án, vùng 1 sẽ huy động lực lượng cán bộ y tế công lập, ngoài công lập, bộ ngành trên địa bàn. Đối với vùng 2 và vùng 3 sẽ huy động lực lượng y tế của 11 tỉnh thành phối hợp với Hà Nội. Đối với các quận huyện đã hoàn thành việc xét nghiệm, lấy mẫu thì sẽ điều chuyển sang địa phương còn lại chưa hoàn thành, đảm bảo đến ngày 15 tháng 9, Hà Nội sẽ đảm bảo tiêm đủ mũi 1 cho người dân và xét nghiệm diện rộng trên địa bàn thành phố. Theo lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, với việc tiêm chủng một cách thần tốc và xét nghiệm diện rộng sẽ giúp cho Hà Nội sớm phát hiện ra ca f không lây nhiễm trong cộng đồng, cũng như đánh giá được các nguy cơ dịch bệnh, xác định được vùng an toàn và vùng nguy cơ cao. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố về việc ban hành kế hoạch phòng chống dịch sau ngày 15 tháng 9, trong đó có đề xuất sẽ giãn cách xã hội, cắn liền thẻ xanh Covid-19. Trong tờ trình Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ, với việc hoàn thiện hệ thống điều trị hình tháp 3 tầng, triển khai thí điểm cách ly, gói thuốc cho F0 điều trị tại nhà và nhất là tăng nhanh độ phủ tiêm vaccine khi tăng cường giãn cách xã hội, dự báo số ca nặng và tử vong sẽ giảm sau ngày 15 tháng 9. Vì vậy, Sở Y tế đưa ra 7 chiến lược trọng tâm trong giai đoạn này, trong đó tiếp tục tiến tới bao phủ 100% vaccine cho người trên 18 tuổi, đủ 2 mũi, tiến tới triển khai tiêm cho trẻ em có nguy cơ cao, bệnh nền, béo phỉ khi có nguồn cung vaccine. Sau ngày 15 tháng 9, giãn cách xã hội gắn liền với thẻ xanh COVID-19. Theo đó, từng bước nới lòng các biện pháp cách ly xã hội dựa trên đánh giá mức độ nguy cơ, số liệu giám sát dịch tễ và khả năng đáp ứng của ngành y tế để phục hồi sản xuất, cung ứng dịch vụ thiết yếu, lưu thông hàng hóa. Cho phép người dân tham gia các hoạt động lao động sản xuất và sinh hoạt xã hội tùy theo mức độ kiểm soát dịch, Sở y tế thành phố Hồ Chí Minh đưa ra chiến lược về thực hiện hóa thông điệp sống khỏe trong môi trường có dịch, cung cấp kiến thức cho người dân về phòng bệnh, tự xét nghiệm khi có triệu chứng nghi ngờ, tự chăm sóc khi mắc bệnh và cách liên hệ với nhân viên y tế khi cần trợ giúp, nâng cao sức khỏe tinh thần và thể chất, các biện pháp không dùng thuốc kết hợp với y học cổ truyền tiếp tục duy trì và nâng cao năng suất hoạt động, củng cố chất lượng điều trị của các cơ sở y tế trong hệ thống 3 tầng điều trị COVID-19 của thành phố, đảm bảo nguồn nhân lực y tế có đủ về số lượng và có kiến thức chuyên môn cần thiết. Ngành y tế cũng đặt ra mục tiêu phục hồi hệ thống y tế để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân, củng cố nguồn nhân lực của hệ thống y tế cơ sở, nhất là trạm y tế, tiếp tục duy trì mô hình trạm y tế lưu động gắn liền với tổ COVID-19 cộng đồng, tổ dân phố. Sáng ngày 10 tháng 9, theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa công bố các biện pháp mới để kiểm soát sự lây lan của các biến thể COVID-19 đang có chiều hướng gia tăng tại Mỹ. Theo đó, 6 biện pháp mới đã được Tổng thống Mỹ công bố trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ vẫn gia tăng. Trong đó, ông Biden nhấn mạnh đến việc tăng tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19, tăng cường xét nghiệm cùng với đeo khẩu trang, duy trì mở cửa trường học, giữ cho kinh tế tăng trưởng trở lại và cải thiện việc chăm sóc người nhiễm bệnh. Riêng biện pháp tăng cường tiêm vaccine dự kiến sẽ tác động đến khoảng 100 triệu người và được coi là biện pháp mạnh mẽ nhất về thúc đẩy tiêm vaccine ở Mỹ từ trước đến nay. Cụ thể, các doanh nghiệp có từ 100 lao động trở lên sẽ phải tiêm vaccine cho toàn bộ nhân viên hoặc xét nghiệm mỗi tuần một lần. 300.000 nhân viên, giáo viên trong trường học và 17 triệu nhân viên hoạt động trong lĩnh vực y tế chăm sóc sức khỏe phải tiêm vaccine. Và để duy trì việc mở cửa trường học trở lại, Mỹ đang thúc đẩy nghiên cứu, thử nghiệm việc tiêm vaccine cho trẻ dưới 12 tuổi trong vài tháng tới. Trong tuần tới, Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ sẽ thảo luận về mũi tiêm tăng cường. Bản tin tiếp tục với một số tin tức đáng chú ý trong tỉnh. Chiều ngày 9 tháng 9, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã đến thăm tặng quà một số chốt chống dịch bệnh COVID-19 trên tuyến biên giới tại huyện Bảo Lạc. Cùng đi có lãnh đạo một số sở ngành và huyện Bảo Lạc. Đoàn đã đến thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ biên phòng tại chốt 590, xóm Lũng Peo, xã Xuân Trường và chốt 589, xóm Nà Rào, xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc. Tại các chốt, cán bộ chiến sĩ biên phòng vẫn đang ngày đêm túc trực 24 trên 24 giờ, đảm bảo an toàn đường biên mốc giới, ngăn chặn kịp thời các hành vi xuất nhập cảnh trái phép. Phát biểu tại các điểm biến thăm, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo, chỉ huy trưởng trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự cố gắng nỗ lực trong thời gian qua của cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các chốt trên biên giới. Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay, cuộc chiến với dịch bệnh này vẫn còn kéo dài. Vì vậy, các đơn vị trên tuyến đầu cần tiếp tục thắt chặt hơn công tác phòng chống dịch, nắm chắc tình hình nội ngoại biên, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao, không để các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh, nhằm góp phần kiểm soát, khống chế và đẩy lùi dịch COVID-19. Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo, chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã tặng quà cho các chốt phòng chống dịch COVID-19. Cùng ngày, đoàn công tác của tỉnh đã đi khảo sát thực tế tại khu vực lòng hồ thủy điện Bảo Đặc A, khảo sát khu du lịch Thiêng Qua và tuyến đường giao thông Phan Thành, Bắc Lũng, Huy Giáp. Ngày 9 tháng 9, Ủy ban Y tế khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc phối hợp với Sở Y tế 4 tỉnh của Việt Nam gồm Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn và Quảng Ninh tổ chức hội nghị trực tuyến trao đổi công tác, tập huấn dự án HIVS khu vực biên giới Việt Trung và hợp tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm qua biên giới. Dự hội nghị tại các điểm cầu có đại diện lãnh đạo, vụ hợp tác quốc tế, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, chủ nhiệm Ủy ban Y tế khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh, đại diện lãnh đạo Sở Y tế các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang. Từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp khó lường tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tỉnh Cao Bằng và khu tự trị dân tộc Trang Quảng Tây Trung Quốc luôn thông tin và chia sẻ kinh nghiệm, triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh trong đó chú trọng tăng cường công tác truyền thông thực hiện nghiêm túc cách ly y tế theo dõi sức khỏe đối với công dân việt nam từ trung quốc về qua biên giới tỉnh cao bằng phối hợp thực hiện cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung cho các chuyên gia trung quốc có nhu cầu làm việc tại cao bằng Đến ngày 3 tháng 9 năm 2021, tỉnh Cao Bằng tiêm được 102.154 liều vaccine cho các đối tượng ưu tiên theo quy định của Chính phủ Việt Nam. Trong đó có tiêm vaccine Verocell do Chính phủ Trung Quốc tài trợ cho công dân Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và những người có nhu cầu đi học tập, giao thương, người dân sống ở khu vực biên giới với Trung Quốc. Tại hội nghị trực tuyến, các bên đã thực hiện ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác y tế giữa Ủy ban Y tế Sức khỏe, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc và Sở Y tế các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng và Hà Giang Việt Nam. Chiều cùng ngày, hai bên tổ chức cuộc họp về đào tạo dự án HIVS, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ một số hoạt động chuyên môn về phòng chống HIVS giữa hai nước, chiến lược hợp tác phòng chống HIVS qua biên giới trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Ngày 9 tháng 9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Trùng Khánh họp triển khai phương án sẵn sàng với các tình huống khi có dịch Covid-19 xảy ra trên địa bàn hoặc ở các vùng lân cận. Trong thời gian vừa qua, công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, cả hệ thống chính trị luôn sẵn sàng chủ động các biện pháp ứng phó với dịch bệnh. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, theo hướng dự phòng từ xa, từ sớm, từ cơ sở với nguyên tắc siết chặt kiểm soát từ bên ngoài, không buông lỏng quản lý từ bên trong. Đặc biệt với đường biên giới dài, huyện đã thực hiện kiểm soát chặt chẽ công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép và người từ các ổ dịch về địa phương, thực hiện cách ly tập trung đủ thời gian theo quy định. Tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại một số địa phương trong nước và thế giới trong thời gian vừa qua thì nguy cơ xâm nhập dịch bệnh vào địa phương là rất cao. Vì vậy, để chủ động sẵn sàng, không bị động khi có tình huống xấu xảy ra, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Trùng Khánh đã thống nhất các phương án khi có tình huống dịch xảy ra trên địa bàn hoặc các vùng lân cận, như sẵn sàng địa điểm cho việc điều trị đáp ứng trên 1.000 giường bệnh, đảm bảo trang thiết bị y tế, nguồn nhân lực, các ngành có phương án riêng để thực hiện nhiệm vụ công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế phù hợp theo từng cấp độ, từng vùng, theo từng thời điểm, tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và của mỗi người dân. Cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ tướng, mỗi xã phường là một pháo đài chống dịch, mỗi người dân là một chiến sĩ. Ngày 10 tháng 9, Hội chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với mặt trận tổ quốc tỉnh, cục hải quan tỉnh tổ chức nghiệm thu và trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà nhân ái cho hai hội viên Hội chữ thập đỏ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại xã An Lạc và xã Thống Nhất, huyện Hạn Lang tổng kinh phí hỗ trợ là 100 triệu đồng. Trong đó, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh trích từ nguồn lực hoạt động của Hội Chữ Thập Đỏ hỗ trợ 10 triệu đồng, mà trận Tổ quốc tỉnh trích từ nguồn quỹ vì người nghèo hỗ trợ 40 triệu đồng để hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho bà Hoàng Thị Vì ở xóm Tha Hoài, xã An Lạc là hội viên Hội Chữ Thập Đỏ huyện có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Sau hơn 2 tháng thi công, ngôi nhà cấp 4 đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng diện tích hơn 50m2, mái lập vừa xi măng, Cùng ngày, Hội Chữ thập Đỏ tỉnh phối hợp với Cục Hải quan tỉnh đã trao tiền hỗ trợ 50 triệu đồng được trích từ Quỹ Vận động Cán bộ Công chức Người Lao động Đơn vị hưởng ứng tháng nhân đạo do Hội Chữ thập Đỏ phát động cho bà Lương Thị Tầm, xóm Bản Khao, xã Thống Nhất, huyện Hạn Lan là hội viên Chữ thập Đỏ huyện có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Tại buổi lễ, Cục Hải quan tỉnh trao tặng gia đình bà Tầm một bộ bàn ghế và một bộ ấm chén trị giá 2 triệu đồng. Hội Chữ thập Đỏ tỉnh trao tặng một chăn ấm, tại buổi lễ bàn giao tại các gia đình đại diện lãnh đạo hội chữ thập đỏ tỉnh ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh cục hải quan tỉnh cấp ủy chính quyền huyện hạ nang và hai xã an lạc thống nhất đã thăm hỏi đời sống kinh tế và động viên các gia đình tiếp tục nỗ lực cố gắng, đồng thời khẳng định việc trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết là hoạt động có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm chăm lo của các cấp chính quyền địa phương tới các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, giúp họ có nhà ở kiên cố, ổn định, yên tâm lao động sản xuất, tạo động lực vươn lên thoát nghèo. Đây là một trong những hoạt động trong tháng nhân đạo do Hội chữ thập đỏ tỉnh phát động kêu gọi các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cùng chung tay hỗ trợ với nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là những gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn còn ở nhà tạm, nhà rột nát. Bản tin 16 giờ hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.